Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ, trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu. Cho lời chúc Tết đến toàn thể các thầy các cô, cho ban giám đốc của hai trường, chúc sức khỏe đến toàn thể trong hai trường. Sang một năm mới đây, nguyện chư Phật phù trì, Đức Phật gia hộ cho tất cả các thầy các cô, ban giám đốc cũng như là các cháu trong trường được vô lượng phúc lành, vô lượng an lạc. Giờ đây là có Phật tử của chùa cũng xin có một vài bài hát Phật giáo tình thương của Đức Phật đối với nhân loại, đối với chúng sinh, hoan hỷ vô cùng đối với tất cả mọi người trong các tầng lớp xã hội. Đến đây cũng xin được chia sẻ cái tình cảm của các sư và các Phật tử đến với các thầy các cô, ban giám đốc và toàn thể các cháu trong một mùa xuân đầy tình thương, tình đức từ bi của chư Phật gia hộ. Sau đây xin giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Lý, thay mặt cho Phật tử đạo tràng của chùa phát tâm có lời ca tiếng hát, trước là trên là cúng dường chư Phật, sau nữa là bến tặng đến toàn thể các thầy các cô, ban giám đốc của hai trường cũng như toàn thể các cháu. Xin toàn thể các Phật tử hoan hỉ vỗ tay chào mừng ạ. Và xin cho những ước mơ cháy bồng, tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nuôi bao giấc mơ, vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ.
Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương. Từng đàn chim đêm tiên bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ. Trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tim ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi. Thì vào thời giờ này đã về đến trường Hoa Phượng tại đây với tấm lòng của toàn thể nhân dân Phật tử. Các sư chúng tôi có chút quà để xin kính biếu mến tặng đến toàn thể các cháu trong hai trường, trường Hoa Phượng và trường Thanh Xuân. Thế thì số hiện vật ở đây là tất cả bánh trái hoa quả lộc Phật, và thứ nữa là số tịnh tài, tức là số tiền đấy. Xin kính biếu đến hai trường. Số tịnh tài đó là 224 triệu tròn. Một lần nữa xin thay lập cho tất cả đoàn, xin kính chúc đến toàn thể bác chủ tịch hội chữ thập đạo, hội từ thiện, tất cả các bác ở trong ban giám đốc của hai trường, toàn thể các cháu sang một năm mới đây được Đức Phật gia hộ vô lượng phúc lành, vô lượng an lạc. A Di Đà Phật. Nhân dịp đầu xuân mới năm Kỷ Hợi 2019, hôm nay Đại Đức Thích Trường Xuân, chủ trì chùa Đỏ cùng các chư tăng Phật tử đến thăm và tặng quà cho làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng và trường Lao động Xã hội Thanh Xuân. Về dự lễ trao quà ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía thành phố có ông Phạm Văn Huấn, chủ tịch hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng ạ. Về nhà tài trợ, tôi xin trân trọng giới thiệu có Đại Đức Thích Trường Xuân, chủ trì chùa Đỏ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng đi với Đại Đức Thích Trường Xuân có các chư tăng Phật tử, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo hai đơn vị làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng có bà Lương Thị Hảo, giám đốc làng. Về phía trường Lao động Xã hội Thanh Xuân có bà Phạm Thị Thu Hiền, giám đốc trường Lao động Xã hội Thanh Xuân. Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, các mẹ các dì và các con của hai đơn vị, đề nghị chúng ta nhận được chào mừng. Và về dự lễ trao quà ngày hôm nay thì có các phóng viên báo, đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng. Do
Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng lên phát biểu. Thưa Đại đức Thích Trường Xuân, chủ trì chùa Linh Độ cùng các chư tăng và Phật tử, thưa các đồng chí đại diện cho lãnh đạo của làng nuôi dạy trẻ Hoa Phương và trường lao động xã hội Thanh Xuân cùng tất cả các mẹ, các dì và toàn thể các quý vị đại biểu có mặt tại đây. Chúng ta đã biết đấy, là năm xuân về là khởi đầu của một năm mới. Hôm nay đúng vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019, đại đức cùng với các chư tăng Phật tử đi lễ tổ, lễ tại các chùa, và đến đây là một điểm dừng tại làng trẻ mồ côi Hà Phương để tặng quà cho các cháu ở hai đơn vị. Có thể nói là đây là một món quà rất mang một ý nghĩa nhân văn cao cả, và là thể hiện cái truyền thống dân tộc của Việt Nam, thương người như thể thương thân. Chúng tôi rất trân trọng cái món quà này mà đại đức cùng các Phật tử để tặng cho các cháu với giá trị 224 triệu đồng. Thì chúng tôi thấy là đây là một cái món quà mà chúng tôi thấy là rất ý nghĩa trong cái dịp Tết đầu xuân mới. Cũng phải nói thêm là làng trẻ nuôi dạy mồ côi Hoa Phượng, trẻ mồ côi Hoa Phượng là có trên 60 cháu, và trường lao động xã hội Thanh Xuân là nuôi trên 30 cháu. Thì các cháu trường lao động xã hội Thanh Xuân là các cháu vừa mồ côi cha mẹ, đồng thời lại nhiễm HIV. Thì đây là cần phải được sự quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người. Chúng tôi không biết gì hơn hết là thay mặt cho lãnh đạo Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng và lãnh đạo của hai đơn vị, xin cảm ơn, chân thành cảm ơn và chúc đại đức là luôn luôn mạnh khỏe, cát tường như ý, thân tâm được an lạc để dìu dắt các chư tăng Phật tử tiến bước trên con đường Phật sự, sống tốt đời đẹp đạo. Và chúc tất cả các quý vị có mặt tại đây, các cháu có mặt tại đây là mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi công việc. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái.